cua. Bà đừng cứ quần quần, ở nhà này không ai thay đổi được luật đâu. Lát nữa con ăn cơm xong rồi con qua phòng con thay cái áo, để con chồm chồm con gấp vậy nè, hở cái ngực kỳ lắm. Mặc gì hở hả? Hở. Đi chùa hả? Mặc trang nghiêm vậy? Đi chùa hả? Mẹ la con rồi con buồn. Mình nói chuyện với trai hả? Dạ con chào cô ngủ ngon nha. Dạ, bữa sáng con qua thăm cô. Trai nào, cô giáo? Cô giáo hay cô Hồ? Cái gì vậy? Cô giáo mày đẹp trai quá. Cái gì vậy ngoại? Chào em, cô là John. Kim vô ngồi đi em trai, núp núp vô.